Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng thứ tư ngày 15 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, và sau đây là những nội dung chính. Tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, xác định yếu tố con người là then chốt để tạo những chuyển biến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Gần 70 năm qua, thành phố Hải Phòng đã vượt qua mọi khó khăn, phát triển trở thành thành phố năng động, cửa ngõ giao thương quốc tế lớn nhất miền Bắc. Báo cáo PCI năm 2023 cho thấy tiếp cận đất đai tại một số địa phương vẫn làm khó doanh nghiệp. Tỉnh Lạng Sơn nỗ lực giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thưa quý vị và các bạn, xác định yếu tố con người là vấn đề then chốt để tạo những chuyển biến thực chất trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã dày công chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là sự gương mẫu trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn bộ hệ thống chính trị. Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, hàng năm số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hạ Long chiếm khoảng 30% tổng số thủ tục hành chính của toàn tỉnh. Để đảm bảo tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thành phố đã đặc biệt quan tâm đến tổ chức bộ máy, nhất là việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Chúng tôi đã tập trung tăng cường cái công tác gắn trách nhiệm của người đứng đầu, và các cái công việc, các cái đầu việc sẽ được kiểm soát thường xuyên, hàng ngày và hàng tuần để nghe, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những cái điểm nghẽn, để mà tạo ra những cái sự thông thoáng trong vấn đề giải quyết các thủ tục. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã chỉ đạo và yêu cầu cán bộ công chức là những người trực tiếp giải quyết công việc phải thực hiện ứng xử văn hóa trong cái vấn đề giải quyết các thủ tục với tổ chức và công dân. Không chỉ ở cấp thành phố, việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng là vấn đề được đặc biệt quan tâm ở tất cả các phường, xã trên địa bàn, đặc biệt là đối với đội ngũ trực tiếp làm việc, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Để làm tốt công tác giải quyết các cái thủ tục hành chính cho nhân dân trên địa bàn phường Hà Trung, đầu tiên chúng tôi lựa chọn các đồng chí cán bộ công chức đủ phẩm chất đạo đức để đưa xuống bộ phận một cửa để làm nhiệm vụ tiếp công dân. Thứ hai là chúng tôi thường xuyên rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức của phường, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp theo là chúng tôi thường xuyên quán triệt để nâng cao thái độ ý thức trong phục vụ nhân dân được nhanh gọn, đúng pháp luật, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường làm mục tiêu phấn đấu. Chất lượng đội ngũ ở các cấp được nâng cao là yếu tố then chốt để thành phố Hạ Long tiếp tục tạo được những chuyển biến thực chất trong công tác cải cách hành chính. Năm 2023, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của thành phố đạt trên 99%. Số hồ sơ chậm muộn giảm 99,8% so với năm 2022. Tôi đã đến phường Hà Trung làm thủ tục hành chính rất là nhiều lần, và lần nào tôi cũng cảm thấy hài lòng. Thủ tục hành chính rất là nhanh gọn và thuận lợi cho công dân. Với trình độ chuyên môn, đạo đức, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, Quảng Ninh đã tạo dựng được sự ổn định trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh khi lập kỷ lục 7 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI. Kết quả này cũng cho thấy niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành nền kinh tế của tỉnh. Đây là nhân tố rất quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục huy động được tối đa nguồn lực xã hội đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu, tạo nền tảng cho những bước phát triển đột phá hơn nữa trong thời gian tới. Gần 70 năm qua, thành phố Hải Phòng đã vượt qua mọi khó khăn, phát triển trở thành thành phố năng động, cửa ngõ giao thương quốc tế lớn nhất miền Bắc, giữ vai trò chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng, dẫn đầu cả nước về thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội, thể hiện sự nhân văn, tin cậy, an sinh bền vững. Hải Phòng được biết đến từ thời nữ tướng Lê Chân khai hoang lập trang An Biên. Hải Phòng có dòng sông Bạch Đằng lịch sử với những chiến công hiển hách của cha ông ta để giành độc lập cho dân tộc. Thành phố tiếp tục là địa phương đi trước về sau, vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương vững chắc trong những năm tháng kháng chiến cứu nước, là nơi có nhiều đột phá trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, đã gợi mở và góp phần với Trung ương để ban hành chỉ thị 100 và nghị quyết số 10 về khoán trong nông nghiệp. Với truyền thống năng động sáng tạo, không chịu khuất phục trước khó khăn, thách thức, Hải Phòng đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo,
cũng như về trình độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội có bước chuyển biến rõ nét, ngày càng xứng đáng với vai trò, vị thế, sứ mệnh của một trung tâm kết nối, liên kết vùng, động lực tăng trưởng của vùng và của cả nước, từng bước vươn lên tầm khu vực và quốc tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng tiếp tục duy trì ở mức cao so với cả nước. Trong nhiều năm gần đây, kinh tế xã hội của thành phố luôn phát triển mạnh mẽ và đột phá. Bình quân 9 năm liền, GDP đạt 12,7% mỗi năm. Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố được cải thiện mạnh mẽ. Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố còn ghi dấu ấn về sự phát triển vượt bậc của kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn. Các công trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mang lại diện mạo mới khang trang, hiện đại. Công tác an sinh xã hội luôn được thành phố đặc biệt quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và việc xây dựng khu vực phòng thủ được củng cố vững chắc. Và con đường phía trước luôn trải dài niềm tin, sự hy vọng cùng quyết tâm chinh phục tương lai của một Hải Phòng vươn lên thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Tiếp cận đất đai là một trong 10 chỉ số thành phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thể hiện việc tiếp cận đất đai dễ hay không dễ và tính ổn định trong quá trình sử dụng đất. Đây là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá khả năng thu hút đầu tư và được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, trong báo cáo PCI năm 2023 cho thấy, tiếp cận đất đai vẫn tiếp tục là vấn đề làm khó doanh nghiệp. Năm 2023, điểm số trung bình chỉ số thành phần tiếp cận đất đai chỉ đạt 6,75 điểm, giảm đáng kể so với năm 2022 là 6,94 điểm và năm 2021 là 7,01 điểm. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính đất đai lên tới 73% vào năm 2023. Vấn đề tiếp cận đất đai vẫn là một cái cản trở lớn của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp. Và qua khảo sát cả doanh nghiệp trong nước hay cả doanh nghiệp nước ngoài thì đây vẫn là một cái trở ngại. Cho nên chúng tôi rất là hy vọng rằng là quá trình thực hiện cái luật đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn mà dự kiến sẽ vào 1 tháng 7 này thì sẽ giải quyết được vấn đề này. Vấn đề tiếp cận đất đai khó xảy ra ở hầu hết các địa phương. Nhiều doanh nghiệp phản ánh trở ngại trong tiếp cận đất đai, kìm hãm sự phát triển của họ. Nhận thức rõ vấn đề, những năm qua, chính quyền các địa phương, các tỉnh cũng đang nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp đầu tư. Giữa cái luật đất đai mới và luật đất đai cũ thì các nhà đầu tư có hơi chừng lại vấn đề này. Do đó sự tiếp cận đất đai thì do những cái chính sách mình gà sót lại, do đó thì nó cũng có cái thủ tục nó kéo dài hơn. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi xem cái tiếp cận đất đai đó là một trong cái đột phá của tỉnh Đồng Tháp để cho nhà đầu tư để dễ có thể tiếp cận và thực hiện nhanh những cái công trình dự án của mình thì mới phát huy được hiệu quả đó. Và chúng tôi xem đất đai là cái nguồn lực, là cái đột phá và xem cái cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai là một trong những cái điểm mà chúng tôi để mà giải quyết. Hơn bao giờ hết, chính quyền các địa phương cần xốc lại tinh thần năng động, tiên phong của cán bộ, thúc đẩy môi trường kinh doanh bình đẳng và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong việc tiếp cận mặt bằng, đất đai. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Trước thực trạng giá nhà chung cư bao gồm cả nhà ở xã hội tại một số địa bàn tăng cao đột biến do nguồn cung khan hiếm, cơ cấu sản phẩm trên thị trường mất cân đối. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng lách luật để đầu tư mua bán căn hộ nhà ở xã hội. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội mới đây có ý kiến đề nghị chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc phát triển nhà ở xã hội. Ủy ban Kinh tế cũng đã chỉ ra tình trạng đầu cơ đất đai dẫn đến một số hệ lụy. Trước hết, người có nhu cầu thực không thể tiếp cận đất đai, trong khi đất đai bị bỏ hoang do bị đầu cơ khiến nguồn lực xã hội không tập trung cho đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Ngoài ra, đơn vị này cũng cho rằng tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng. Từ đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị chính phủ đánh giá và có giải pháp ổn định tình hình, đồng thời đề nghị chỉ đạo thanh tra toàn diện. Bộ
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất luật đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thay vì ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nhằm đưa luật đất đai sớm đi vào cuộc sống, sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất. Bên cạnh đó, hỗ trợ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành luật đất đai với các bộ ngành và 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Việc triển khai luật có hiệu lực trước 6 tháng, kỳ vọng sẽ tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai, phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương áp dụng nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá điện tử, nung nóng. Thủ tướng đánh giá tỷ lệ hút thuốc lá điếu giảm trung bình 0,5% mỗi năm trong nam giới, song gần đây lại xuất hiện tràn lan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng. Trước thực trạng trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường truyền thông về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý. Bộ Tài chính chỉ đạo hải quan kiểm soát chặt việc vận chuyển thuốc lá điện tử qua cửa khẩu, xác lập chuyên án đấu tranh với các ổ nhóm buôn lậu. Bộ Quốc phòng Công an tăng cường tuần tra kiểm soát ở khu vực biên giới và xác lập chuyên án điều tra, triệt phá các đầu lậu cung cấp thuốc lá điện tử để truy tố trước pháp luật. Bộ Công Thương cần quản lý thị trường nội địa, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân buôn bán loại thuốc lá này. Với đặc thù là địa bàn miền núi, nhiều khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở cao, nhất là vào mùa mưa bão. Huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đang chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, không để thiệt hại về người và tài sản do thiên tai. Được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2023, cầu Khe Mầu nằm trong dự án nâng cấp chống ngập lụt từ tuyến đường tỉnh 330 đến đường tỉnh 342 đi qua các xã Đạp Thanh, Thanh Sơn và Đồn Đạc, thay thế cho ngầm tràn thường xuyên bị ngập lụt chia cắt khi mưa lớn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương phát triển kinh tế, thuận tiện an toàn. Được đầu tư nâng cấp, làm được cái cầu thì bà con rất là vui mừng và phấn khởi. Và các cháu đi học hành và bà con đi làm, đi nương, đi rẫy rồi thì chở keo. Rồi phương tiện rất là thuận tiện. Năm 2024, huyện Ba Chẽ đã đầu tư xây dựng hai công trình dự án nâng cấp ngầm tràn thôn Khe Pụt, xã Thanh Sơn và chống ngập lụt đường thôn Bắc Cát, xã Đạp Thanh, đồng thời khắc phục 3 điểm sạt lở với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Hiện các công trình dự án đang được triển khai, sớm hoàn thiện, đảm bảo công tác phòng chống mưa lũ được hiệu quả. Cứ có một trận mưa lũ là các cháu đi học ở ngoài trung tâm thì không đón được về, hoặc là ở trong nhà là không đưa được các cháu đến trường. Thế thì được sự quan tâm của tỉnh cũng như của huyện, nhân dân mong muốn là có một cái con đường nâng cấp, có cầu cao để cho mỗi lần mà lũ nó không ngập tràn qua, để cho người dân sinh sống đi lại thì sinh hoạt cũng như hàng ngày là thuận tiện hơn. Đối với các cái dự án công trình ấy, thì chúng tôi năm nay là tập trung đấy cho cái phương án là kiểm tra rà soát các cái điểm có nguy cơ sạt trượt và ngập lụt, đặc biệt là ngập lụt cao trên các tuyến đường giao thông, và tiếp tục có những phương án đề xuất với Ủy ban tỉnh đấy trong cái đề án phát triển giao thông nông thôn, đặc biệt là lưu tâm đến các cái điểm ngập lụt để đề xuất hỗ trợ kinh phí để tiếp tục triển khai trong giai đoạn cuối năm cũng như trong năm 2025. Phấn đấu đến hết 2025 ấy, thì tất cả các cái điểm ngập lụt trên địa bàn huyện, từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã là sẽ không còn điểm ngập lụt, đảm bảo cho bà con đi lại thuận lợi nhất trong các cái mùa mưa lũ. Bà Chẽ cũng tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp di rời khi cần thiết, trang bị các hệ thống cảnh báo lũ sớm trên địa bàn để có phương án chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra. Ái Quốc là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lộc Bình, với trên 96% dân số đều là đồng bào dân tộc Dao. Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã đã giảm rõ rệt. Nhiều chị em phụ nữ nơi đây đã dần thay đổi nhận thức, tuân thủ pháp luật về hôn nhân và gia đình, tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo. Để ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tỉnh Lạng Sơn đang đẩy mạnh tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trang bị thêm thông tin kiến thức về sức khỏe sinh sản, về tảo hôn và những hệ lụy đối với chính bản thân cặp vợ chồng cũng như gia đình xã hội. Năm nay học lớp 9 và hôm nay em được đến để nghe tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, độ tuổi kết hôn và độ tuổi sinh sản. Em sẽ về để tuyên truyền cho các bạn trong lớp và mọi người xung quanh.
là xã đặc biệt khó khăn, trước đây đói nghèo, lạc hậu và thiếu kiến thức, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Ái Quốc. Để chấm dứt tình trạng này, những năm gần đây, xã Ái Quốc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con chấp hành nghiêm các quy định của luật hôn nhân và gia đình. Xã cũng đã thành lập ban vận động chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 9 trên 9 thôn và hoạt động có hiệu quả. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, toàn xã đã không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống, kịp thời ngăn chặn được một số trường hợp tảo hôn. Vâng, trong những năm qua thì tôi phối kết hợp với các ban ngành xuống các chi đoàn để tuyên truyền thì về cái tình trạng tảo hôn ấy thì giảm hơn so với những năm trước. Với lại cái hôn nhân cận huyết thì hiện tại đã không còn trên địa bàn xã. Thực hiện đề án về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Hàng năm, huyện Lộc Bình đã tổ chức tuyên truyền tập huấn cho đại diện lãnh đạo xã, cán bộ, công chức cấp xã, trưởng thôn bản, chi hội trưởng các đoàn thể. Đặc biệt chú trọng đến công tác cung cấp các sản phẩm truyền thông. Ngoài nghe tuyên truyền tại các hội nghị, bà con còn có thể tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thông tin thông qua các tờ rơi, tờ gấp. Hạn chế cái tình trạng tảo hôn cũng như cái hôn nhân cận huyết thống bằng các cái hoạt động cụ thể như là tổ chức các cái hội nghị tập huấn này, rồi là tổ chức các cái hội nghị truyền thông trong các cái trường học bán trú ấy, để cho các cái đối tượng học sinh trung học cơ sở là tiếp cận để nâng cao kiến thức, và đồng thời là còn thực hiện cung cấp các cái sản phẩm truyền thông như là xây dựng các cái pano áp phích để cấp cho các cái xã để mà tuyên truyền cổ động trực quan. Từng được xem là điểm nóng về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, đến nay với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Ái Quốc đã giảm đáng kể. Đây cũng là điều kiện quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn ngày một văn minh, phát triển. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông đang đến gần. Các trường trung học cơ sở ở tỉnh Hải Dương và học sinh lớp 9 có nguyện vọng thi vào lớp 10 đang tích cực ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Năm học này, trường trung học cơ sở Thanh Cường, huyện Thanh Hà có 2 lớp 9 và 72 học sinh. Để củng cố tích lũy kiến thức cho học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập sớm. Cùng với các cuộc khảo sát chung, trường trung học cơ sở Thanh Cường cũng tổ chức các cuộc khảo sát riêng nhằm đánh giá phân loại học sinh khối lớp 9. Trên cơ sở này, chỉ đạo giáo viên liên quan xây dựng kế hoạch ôn thi phù hợp với từng đối tượng học sinh ở từng giai đoạn. Trường cũng phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý học sinh thực hiện ôn tập tích lũy kiến thức tại nhà. Với phương châm của chúng tôi, làm sao để cho các em tiến bộ mỗi ngày. Ngày hôm nay thì phải tiến bộ hơn ngày hôm qua, qua từng môn ôn thi. Và cũng xác định là nâng cao chất lượng ôn thi vào trung học phổ thông phải bền vững từ kiến thức, kỹ năng, làm bài của học sinh. Và qua đó giúp các em xác định được cái động cơ, mục đích học tập để thi đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông. Em thường sắp xếp thời gian hợp lý, nghỉ ngơi và ăn uống đủ giấc và học bài theo những gì mà thầy cô ôn cho, đồng thời kết hợp với những phương pháp mà mình có thể tiếp thu được ở bên ngoài. Trường Trung học cơ sở Thạch Khôi, thành phố Hải Dương hiện có 157 học sinh khối lớp 9. Ngay từ đầu năm học, trường đã lồng ghép ôn tập củng cố kiến thức hai môn toán và ngữ văn vào kế hoạch học thêm của học sinh. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố môn thi thứ ba là môn tiếng Anh, trường quan tâm tăng thời lượng ôn tập môn thi này. Trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, quan tâm chăm sóc, hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà, đảm bảo hiệu quả và giữ gìn sức khỏe. Nhà trường đã tổ chức được 3 cái bài khảo sát riêng cho học sinh khối 9 và một bài khảo sát chung của phòng giáo dục. Thông qua đó cũng là để nhắc nhở học sinh có cái biện pháp ôn tập tốt hơn, cũng như là giáo viên có cái kế hoạch để phụ đạo cho học sinh đối với lại cái lượng kiến thức mà còn hỏng. Thế và cũng dựa trên cái kết quả này để phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cũng như là tư vấn để cho học sinh chọn được cái trường thi
cho phù hợp. Chúng em cũng xác định được cái tương lai và quyết định của bản thân nên cũng ra sức cố gắng học tập để đạt được những kết quả mình mong muốn. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có gần 30.500 học sinh lớp 9. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Thí sinh làm bài thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thay vì tổ chức các trò chơi team building, nhiều nhóm du khách đến với huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh lựa chọn tham gia các hoạt động nhặt rác, làm sạch bãi biển. Đây là nét mới trong các hoạt động du lịch tại Cô Tô trong mùa hè năm nay. Để đồng hành cùng nhóm khách trong hoạt động ý nghĩa này, Hội Du lịch Cô Tô đã tài trợ toàn bộ dụng cụ hỗ trợ việc nhặt rác, bao gồm bao đựng rác và găng tay. Với vị trí là huyện đảo cách xa đất liền, Cô Tô chịu ảnh hưởng nặng nề bởi rác thải từ đại dương, đặc biệt là rác thải nhựa khó phân hủy. Rác thải trôi dạt vào bờ biển không chỉ gây ra tình trạng mất mỹ quan, ảnh hưởng tới hoạt động phát triển kinh tế du lịch mà còn tác động xấu tới môi trường tự nhiên, đặc biệt là hệ sinh thái biển. Do vậy, cấp chính quyền Cô Tô rất quan tâm hoạt động làm sạch biển, thu gom và tái chế rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Huyện triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, đem lại kết quả tích cực. Thông điệp về du lịch xanh tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhận được sự hướng nhiệt tình của nhân dân và du khách. Bản tin chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.